Xin chào các bạn mới và các quý khán giả đang ở lại và ủng hộ xem kênh của chúng tôi. Hôm nay chúng ta xem một siêu phẩm, gọi là siêu phẩm thôi, chứ doanh số thì không nói đến. Chỉ cần nghe tiêu đề, Toyota Alpha Hybrid có mặt tại Việt Nam, khởi điểm gần 4,5 tỷ đồng là hơi hơi lướt qua đời nhau rồi. Bắt đầu nhé. Đầu tiên, kích thước Toyota Alpha 2024 đã được nới rộng so với người tiền nhiệm để cải thiện thêm không gian cabin. Tuy vậy, Toyota không vượt quá 5.000mm dài và 1.850mm rộng, một phần không nhỏ vì hệ thống đỗ xe tự động hóa tại các thành phố lớn của Nhật chỉ hỗ trợ xe dưới kích thước này. Toyota Alpha 2024 là hiện thân của sự hoàn hảo, được thiết kế với sự pha trộn tinh tế giữa sự sang trọng và quyền lực, mở ra một chương hoàn toàn mới, nâng tầm cho xe MPV hạng sang Toyota. Toyota Alpha ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 11 này. Giá Toyota Alpha 2024 từ 4,370 triệu đồng tại Việt Nam. Dù luôn nằm trong nhóm xe khó bán nhất, nhưng Alpha vẫn được nâng cấp toàn diện tại Việt Nam để nhắm đến nhóm khách hàng đặc trưng. Trên thế hệ mới, Toyota Alpha vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và sở hữu những nâng cấp về cả ngoại hình, nội thất và bổ sung tính năng, nhưng đáng chú ý nhất là khối động cơ trên xe. Phiên bản Alpha Hybrid được trang bị động cơ xăng 2.5 lít cùng motor điện và hộp số chuyên dụng cho Hybrid. Cung cấp điện cho xe là cụm pin công nghệ NiMH được đặt dưới hàng ghế đầu nhằm tạo mặt phẳng hoàn toàn cho hành khách ngồi chính ở phía sau. Trong khi đó, phiên bản xăng truyền thống của Toyota Alpha thế hệ mới sử dụng động cơ 2.4 lít tăng áp kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Mẫu MPV này được xây dựng trên hệ thống khung gầm TNGA mới để tăng tính linh hoạt và ổn định. Toyota Alpha còn được trang bị tính năng kiểm soát độ bập bênh thân xe, hạn chế rung động lắc của thân xe khi đi qua đường mấp mô, cùng với đó là hệ thống chống ồn chủ động. Kế thừa lưới tản nhiệt đặc trưng của Toyota Alpha có kiểu dáng trang trọng và thanh lịch với đèn pha LED bim độc quyền, đèn báo rẽ tuần tự LED và đèn kết hợp phía sau, tất cả đều thừa kế của những chiếc MPV đẳng cấp nhất. Toyota Alpha thế hệ mới được chỉnh sửa nhẹ về ngoại hình để tăng tính sang trọng và cao cấp hơn, nhấn mạnh ở cụm đèn LED và các giải mạ chrome trang trí xung quanh xe và các đường nét uốn cong mềm mại chạy dọc thân xe. Ngoài ra, cũng để mở rộng thêm không gian nội thất, vị trí lái trên Toyota Alpha 2024 đã được điều chỉnh. Hàng ghế 2 được làm lại và làm mỏng bớt ốp quanh cửa cũng như hàng ghế thứ 3. Toàn bộ các cấu hình trang bị trên Toyota Alpha 2024 đều có 7 ghế ở thời điểm xe ra mắt, bao gồm 2 ghế trước, 2 ghế đơn cao cấp hàng 2 và ghế dài 3 chỗ hàng cuối. Một thay đổi khá lớn trên thế hệ mới của mẫu minivan là việc hệ thống đèn, nút điều khiển và hốc gió điều hòa được đặt hai bên trần xe. Giờ, chúng được kéo hết vào giữa trần để cân bằng và đơn giản hóa thiết kế. Một số điểm nhấn khác được Toyota nhắc tới về Alpha mới là thềm cửa có khả năng thu, kéo để giúp người dùng dễ ra vào. Cửa sổ trời toàn cảnh, che nắng cửa sổ và ghế cải tiến hàng 2 mang lại tiện nghi, thư thái tốt hơn cho người dùng. Tại tablo Toyota Alpha 2024 là màn cảm ứng trung tâm 14 inch giống Lexus LM cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Thiết kế khu vực này khá giống Toyota Crown đời mới nhất. Khung gầm Toyota Alpha 2024 được xác nhận là loại TNGA-K dẫn động cầu trước giống AEV4 với độ cứng vững tốt hơn 40% so với người tiền nhiệm. Khả năng chống ồn, rung của kết cấu thân cũng được đảm bảo đã tốt hơn đáng kể. Khoang nội thất được nhấn mạnh ở hàng ghế thứ hai dạng thương gia với nhiều tiện ích và chăm sóc đặc biệt cho hành khách. Cùng với đó, Toyota Alpha mới cũng sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense cho cả hai phiên bản cùng nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ người lái khác nhau. Đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn với cảnh báo hành khách chú ý và hạn chế hủy thao tác mở cửa trượt nếu có nguy cơ xảy ra va chạm với phương tiện từ các hướng, kết hợp với hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe ở tốc độ thấp.